trong 2 ngày diễn ra lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25 và 26 tháng 7 năm 2024. Thời tiết Hà Nội lúc nắng như đổ lửa, lúc lại mưa như trút nước. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn không thể làm lung lay tinh thần tận hiến, phục vụ hết mình của lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện. Cứ 5 giờ 30 phút sáng, hơn 4.000 thanh niên tình nguyện thuộc Thành đoàn thành phố Hà Nội tập trung, điểm danh và di chuyển đến 8 địa điểm được phân công. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Người phát nước, người dẫn đường, người quạt mát, phục vụ cho người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như chúng ta thấy thì thời tiết Hà Nội thì trong những ngày vừa qua thì có những lúc nắng gắt và có những lúc có những cái trận mưa bất chợt. Nhưng tuy nhiên với cái tinh thần cao nhất, với cái tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư và với sự tri ân và kính trọng của tuổi trẻ thủ đô dành cho Tổng Bí thư thì các bạn tình nguyện viên của chúng tôi cũng đã vượt qua mọi những cái khó khăn và gần như không có sự mệt mỏi trên gương mặt, mà đó là sự quyết tâm để hoàn thành tất cả những cái phần việc của mình để tri ân tới Tổng Bí thư. Trong suốt thời gian diễn ra lễ quốc tang, Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực làm nhiệm vụ tại những địa bàn trọng điểm. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lễ quốc tang, lực lượng cảnh sát giao thông cũng mang những phần nước phát cho những người đang chờ đợi dưới cái nắng trưa của trời Hà Nội. Bên cạnh lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện, một số người dân tại thành phố Hà Nội cũng đã tình nguyện phát nước cho người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 26 tháng 7, thời tiết Hà Nội có thời điểm lên tới 40 độ C. Chứng kiến cảnh nhiều người ngất xỉu, mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng, anh Đào Trung Thắng, chủ quán nước trên đường Hồ Tùng Mậu, đã huy động anh em trong nhà và hàng xóm cùng ra phát nước cho người dân. Thực ra cũng không phải là mua nước mà nhà em ở đây là bán hàng ở đây. Thì bác an nghỉ nơi cuối cùng ở chỗ này thì bà con thấy đi qua đấy đông quá. Mà anh bảo nhất là giờ thời tiết nó nắng như này. Sau đấy thì em thì xem trực tiếp ở đây thì lại nhiều người lại còn thậm chí còn ngất nữa. Thế là mình xuất phát từ cái cảm thấy là cái người dân người ta đi viếng mấy bác đấy, rất là quý trọng. Thế là cũng muốn là bỏ một tấm lòng thành nào ra đấy. Thế là cũng huy động toàn bộ anh em là mang đi ra hết nước phát. Hết xong nước rồi lại đi mua thêm. Anh Thắng chia sẻ, anh cùng mọi người đã phát hết hơn 20 thùng nước cho người dân. Trước đó, vào chiều tối 25 tháng 7, đoàn người dài hàng cây số đã xếp hàng trên các ngã đường xung quanh nhà tang lễ quốc gia. Thấy dòng người xếp hàng chờ đợi kéo dài, ông Nguyễn Minh Đức, 65 tuổi, bán quán cà phê ở số 2 Dẹt Xanh, đã cắt những tấm bìa cạc tông để người dân làm quạt tay. Theo quy định của lực lượng an ninh, người dân không được mang túi xách, vật dụng cá nhân khác vào khu vực nhà tang lễ quốc gia. Do đó, ông Đức cũng nhận giữ đồ miễn phí cho người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng 26 tháng 7, ông Đức đã bật máy lọc nước chạy hết công suất để lấy nước phục vụ miễn phí cho người dân đến viếng. Bác Nguyễn Phú Trọng được nhiều người dân yêu quý. Người dân đi viếng, bác rất đông dưới trời nắng nóng chờ đợi. Gia đình chúng tôi là mang nước ủng hộ miễn phí và cho gửi một số đồ đạc của khách đi viếng bác Nguyễn Phú Trọng. Nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng chức năng và những người dân có tấm lòng như anh Đào Trung Thắng hay ông Nguyễn Minh Đức, người dân không giấu được xúc động và liên tục nói lời cảm ơn. Nói chung là khi mà nghe tin bác mất thì mình cũng sắp xếp thời gian cái công việc để chạy ra viếng bác. Thì ra tới đây thì được người dân và các đơn vị công tác tổ chức rất là tốt. Ví dụ như đường đi vào viếng bác vào làng thì tất cả người dân đều quay quạt ra ngoài để cho cái không khí nó được mát cho mọi người đi bộ từ ngoài cổng làng đi vào. Rồi nước thì có dọc đường hết, các bạn để sẵn để tiếp nước cho người dân vào viếng bác. Được dùng, rồi thậm chí có quạt, rồi các bìa cạc tông đều được cắt ra để sẵn ai cần thì cứ dùng thôi. Nói chung là công tác tổ chức rất là tốt và thuận lợi. Các chú, các cháu sinh viên rất là nhiệt tình và chăm sóc tất cả mọi nhân người để vào thăm viếng bác rất là. Trong ngày đất nước mất đi, nhà lãnh đạo lỗi lạc,
Những hành động của lực lượng hỗ trợ, thanh niên tình nguyện đã góp phần giúp người dân xoa dịu nỗi buồn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi. Lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. 15 giờ ngày 26 tháng 7, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức bắt đầu. Đội nghi lễ nâng linh cữu của Tổng Bí thư và tiến hành nghi thức hạ huyệt, chứng kiến của gia đình Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước và bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay vợ con, chia tay đồng chí, chia tay nhân dân, những người kính trọng ông để về với thế giới người hiền. Ông đã sống một cuộc đời tận lực, tận trung, tận hiếu, tận hiến với đất nước. Ông ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, đồng chí.